Chào anh em nhé. Hôm nay cần của tôi Đức Bình này giới thiệu anh em một sản phẩm, đó là bi quang treo của con pho chăn xít nhé. Anh em mà cần phụ tùng gì thì cứ Zalo cho em mình nhé, đây thông tin mình đây. Anh em mà cứ nhắn tin là sẽ có người trả lời anh em nhé. Nhưng mà chính chúng ta đây. Đấy. Bi quang treo này thì nó cũng về hình thức thì nó giống như mọi bi quang treo khác thôi. Cái kích thước nó khác thôi. Đây là mã sản phẩm của nó nhé. Rồi chào anh em nhé, phụ tùng gì cứ Zalo bên mình nhé.